Ngay sau khi kết thúc phiên chất vấn kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 đã tiến hành phiên bế mạc. Dự phiên họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại phiên họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận xem xét thông qua 45 nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, bên cạnh nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, nghị quyết về kỳ họp thứ 15. Đáng chú ý là các nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao, dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện các quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Nghị quyết ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường xã trên địa bàn thành phố. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn thành phố. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách xã hội trên địa bàn thành phố. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế, dân số trên địa bàn thành phố. Nghị quyết quy định chính sách đào tạo chuyên sâu, ekip cho nhân lực ngành y tế thuộc Sở Y tế giai đoạn 2024-2026. Nghị quyết về đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận Ủy ban nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành, quan tâm tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, các sở ban ngành địa phương khá quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận vào những khó khăn thách thức, nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch và nhiều trăn trở về tính hiệu quả trong điều hành, về tinh thần trách nhiệm và về những điểm nghẽn trong sự phát triển của thành phố hiện nay. Những trăn trở ấy đã đặt ra những đòi hỏi rất cấp thiết cho chặng đường sắp đến. Trước mắt, năm 2024 là thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm buộc chúng ta phải tăng tốc mạnh thì mới có thể thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo nghị quyết Đại hội 22 của Đảng bộ thành phố. Song cũng là năm được dự báo tình hình kinh tế và chính trị, an ninh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường cùng nhiều khó khăn thách thức trong nội tại sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân thành phố. Chính vì vậy, việc chọn chủ đề năm 2024 là năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của thành phố chúng ta. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhận định, để đạt được mức tăng trưởng GDP là 8-8,5 trong điều kiện tình hình vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần rà soát, triển khai kế hoạch phục hồi các kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn thế mạnh của thành phố dừng sụt giảm trong năm 2023. Để có giải pháp phục hồi tăng trưởng trong năm 2024, xác định rõ và khai thác tốt các nguồn thu, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, quan tâm đẩy mạnh thu thuế xuất nhập khẩu, tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án động lực trọng điểm, tránh dàn trải, quyết tâm cao hơn cho việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm quốc gia và thành phố. Cần có cách làm mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả hơn các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, không để xảy ra tình trạng vốn chờ dự án đủ thủ tục. Cần có bước đột phá, có tầm nhìn sớm và xa hơn trong công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, đảm bảo tính sẵn sàng, khi được phân bổ vốn có thể đưa ngay vào thực hiện. Cần gắn trách nhiệm từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư cho đến việc theo dõi công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, đấu thầu, thực hiện đầu tư và hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng. Đồng thời, tìm các giải pháp để huy động thêm nguồn lực từ đầu tư xã hội vào các công trình dự án, xem vốn đầu tư công là vốn mồi, là cú hích, chứ không chỉ trông chờ hoàn toàn vào nguồn vốn này. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khẳng định, để thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội như nghị quyết đã đề ra, trước hết cần phải có đội ngũ cán bộ công chức viên chức tận tâm, tận tụy, có khát vọng cống hiến, sáng tạo và phát triển thành phố. Ít nhất, mỗi người phải làm đúng, làm đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao. Vì vậy, kỳ họp cũng mong muốn các cấp chính quyền, đội ngũ cán bộ công chức viên chức thành phố với tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng phải tích cực thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy không làm đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay, khắc phục sớm điểm nghẽn mang tính chủ quan này. Người đứng đầu các đơn vị địa phương phải thực sự nêu gương, truyền lửa, dẫn dắt, phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra thái độ tinh thần, trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, một giải pháp hết sức căn cơ và trước mắt để giúp thành phố có thể phát triển mạnh mẽ, đột phá hơn trong thời gian đến, đáp ứng kỳ vọng và mong mỏi của người dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, kỳ họp lần này đã xem xét quyết định nhiều chủ trương chính sách an sinh xã hội quan trọng, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, quan tâm ngày càng đầy đủ hơn đến chất lượng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân. Đề nghị cần có giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, để thành phố thực sự là nơi đáng sống, là thành phố thanh bình, an toàn cho mọi người dân, mọi gia đình, là điểm đến đầu tư an toàn cho mọi doanh nghiệp và điểm đến hấp dẫn an toàn của mọi du khách. Từ nay đến cuối năm 2023, thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, nhất là nhiệm vụ thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tập trung tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn, tiết kiệm, quan tâm đầy đủ đến các tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.